Còn kinh tế Việt Nam thì sẽ như thế nào khi kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại, thưa hai ông? Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều của Việt Nam và Trung Quốc đạt đến 150 tỷ đô một năm. Kim ngạch nhập khẩu hàng năm tăng trưởng 17%, kim ngạch xuất khẩu hàng năm tăng trưởng 13% đối với thị trường Trung Quốc. Đối với giai đoạn mà Trung Quốc đóng cửa phong tỏa thì kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu của Việt Nam so với Trung Quốc không đạt được cái mức trung bình. Thêm nữa, ngành du lịch là một cái ngành mà Trung Quốc đóng góp tỷ lệ rất lớn đối với Việt Nam. Lượng khách du lịch của Trung Quốc sang Việt Nam hàng năm có cái tốc độ tăng trưởng 30% và chiếm cũng 30% từ năm 2015 cho đến nay. Thì 9 tháng đầu năm vừa qua, cái lượng du khách Trung Quốc chỉ chiếm 3% lượng du khách đến Việt Nam, sụt giảm chỉ bằng 1 phần 10 của các cái năm trước dịch, và nó dẫn đến ảnh hưởng rất là lớn đến cái ngành du lịch, khách sạn cũng như các dịch vụ ăn uống của Việt Nam. Và khi kỳ vọng Trung Quốc mở cửa trở lại thì tốc độ sẽ đạt được bằng những cái giai đoạn trước dịch, nó sẽ ảnh hưởng rất tốt đến cái nền kinh tế của chúng ta. Có một cái sự kỳ vọng ở thị trường là khi mà mở cửa trở lại thì vật liệu xây dựng hoặc là kim loại nó liên quan nó sẽ tăng, nhưng nên lưu ý là hàng tồn kho cao, và như vậy thì Trung Quốc mở cửa lại không giúp cho cái nhu cầu nó tăng lên ngay lập tức, mà nó sẽ mất một khoảng thời gian, nó sẽ phải giải quyết hết cái hàng tồn kho đang có rồi họ mới đặt đơn hàng mới, thị trường sẽ nhìn xa hơn. Kỳ vọng 6 tháng trở đi thì mình nghĩ là có thể sẽ được. Còn về cái mức độ mà khôi phục các cái hoạt động về sản xuất cung hàng của các nguyên vật liệu thì đây là một cái ẩn số, tại vì phải xem cái tốc độ mở cửa như thế nào và đồng thời chính sách của chính phủ Trung Quốc đối với chính sách, bởi vì không phải là vấn đề kinh tế, nó nằm chủ yếu ở là xu thế chính trị, chính sách điều chỉnh lối sống mới của người dân Trung Quốc như thế nào để kết luận.